Xin được tiếp tục những câu chuyện khác của bản tin trưa. Nếu như quý vị có một lần đặt chân đến huyện Cầu Kè của tỉnh Trà Vinh và hỏi về một gia tộc một ngón thì có lẽ là không ai không biết. Dù đã trải qua 4 thế hệ nhưng đời nào của gia tộc này cũng có người mà tứ chi đều có độc nhất một ngón. Tuy nhiên đó chưa phải là điều đáng nói nhất của gia tộc họ Nguyễn ở xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh này. Họ rất giàu nghị lực, có nhiều đóng góp trong công tác xã hội của địa phương. Mỗi bàn tay chỉ có duy nhất một ngón như thế này, nhưng thao tác vẫn vô cùng hoạt bát nhanh nhẹn. Thậm chí cả đôi bàn chân của đứa bé này cũng chỉ có một ngón. Bé Tiên chính là con gái thứ hai của anh Nguyễn Văn Bình. Cả hai cha con đều có một đặc điểm chung vô cùng kỳ lạ là tứ chi đều chỉ có một ngón duy nhất. Dường như bé Tiên còn quá nhỏ để cảm nhận được khuyết điểm của mình. Cái này cũng như nghe mấy người xưa nói vậy, chứ còn nếu mà suy luận thì cũng không biết, tại mình bệnh hay không là cũng chưa biết nữa. 4 thế hệ vẫn là một ngón vậy, gần cả 100 năm ai không biết, hầu như là tại các cái tỉnh ở ngoài ta không biết, chứ không riêng gì ở địa phương này. Theo người dân nơi đây, 3 thế hệ đầu của gia tộc này chỉ có con trai mới bị tật một ngón, riêng các người con gái thì hoàn toàn bình thường. Nhưng kỳ lạ, tới thế hệ thứ tư thì con gái thứ hai của anh Nguyễn Văn Bình cũng bị tật một ngón giống hệt cha và các ông của mình. Cũng muốn đi khám bệnh nhưng mà nói chung là kinh tế chắc không đủ khả năng để đi. Cái sức khỏe thì thấy nó tốt đó, mà có như mình bệnh thì nó không có lợi người ta. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, cha và ông của anh Bình dù tay chân đều chỉ có một ngón, nhưng đã có nhiều đóng góp không nhỏ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và tham gia nhiều công tác xã hội ở địa phương. Cũng giống cha và ông của mình, anh Bình luôn ý thức được phần khuyết điểm của bản thân nên anh rất chăm chỉ làm việc. Điều anh Bình lo lắng nhất bây giờ có lẽ chính là đứa con gái nhỏ tật nguyền của mình. Dù chưa bao giờ cảm thấy mặc cảm hay tự ti về ngoại hình, nhưng trong thâm tâm, anh Bình vẫn luôn nuôi hy vọng rằng các thế hệ con cháu mai sau sẽ không bị di truyền chỉ tật một ngón kỳ lạ như anh và những thế hệ đi trước.